À, vâng, xin chào các bạn. Trong video bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một số những cái nội dung liên quan đến cái kỹ thuật tạo phễu bán hàng trong quá trình mình live stream. Thì trong marketing, trong bán hàng thì nó có một cái thuật ngữ gọi là funnel marketing, hay còn gọi là marketing phễu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ hiểu là khái niệm phễu là cái gì. Thì chúng ta hình dung cho cái phễu ấy, đúng không ạ? Cái phễu tức là nó là cái phần mà chúng ta sẽ đón nó để rót những cái dung dịch đi qua cái phễu đấy để vào cái can hay là cái chai, ví dụ như vậy. Thế thì đấy là về mặt vật lý. Thế còn về mặt ý nghĩa marketing của nó là gì? Phễu marketing ở đây chúng ta hiểu rằng là chúng ta tạo ra những cái chương trình, những cái cách thức, những cái trò chơi để mình có thể thu hút được nhiều người tham gia vào cái quá trình bán hàng của mình. Đó, thì người ta gọi là phễu. Ví dụ như thế này, một cái ông thầy bán khóa học, chương trình đào tạo, thì cái phễu của ông ấy chính là chương trình đào tạo miễn phí, có thể là một ngày, hai ngày, ba ngày. Đấy là lý do tại sao các diễn giả người ta hay sử dụng các cái chương trình hội thảo miễn phí vài một ngày, hai ngày, ba ngày hay là một buổi gì đó để người ta tạo phễu, sau đó đến đấy người ta sẽ upsell, đúng không? Thế thì trong quá trình live stream mình cũng làm như vậy, mình cũng phải tạo phễu bán hàng bằng các cái chương trình khuyến mại, bằng các quà tặng, bằng các cái trò chơi để mình thu hút người sử dụng lại. Thế thì cái kỹ thuật tạo phễu ở đây nó không có gì khó cả. Nó phụ thuộc về là chúng ta bán cái sản phẩm gì. Thì trong từng cái sản phẩm và từng cái dịch vụ thì chúng ta sẽ tạo ra những cái phễu khác nhau, đúng không? Thì như tôi nói là tôi bán khóa học chẳng hạn, thì tôi có thể cho các bạn cái chương trình học thử. Tôi cũng có thể cho các bạn chương trình test đầu vào. Tôi cũng có thể cho các bạn cái chương trình hội thảo. Tôi cũng có thể cho các bạn những cái cam kết này kia. Thì đấy gọi là cái tạo phễu trong bán hàng. Thế thì trong live stream ấy, thì chúng ta cũng thường xuyên phải sử dụng nó, cái phễu này, nhất là những cái lúc mà chúng ta ở đầu các cái buổi live stream, để chúng ta thu hút. Và thậm chí chúng ta cũng có thể sử dụng chính cái live stream của mình, nó là một cái phễu. Tức là chúng ta cứ live stream chúng ta nói chuyện, không nhất thiết chúng ta phải bán cái gì đó. Thế trong quá trình mình live stream, mình tư vấn cho khách hàng, thì đấy nó chính đã là một cái phễu rồi. Chúng ta sử dụng live stream như một cái phễu nha. Cái chiến lược tôi nói là cái chiến lược thứ nhất là sử dụng live stream như một cái phễu, tức là chúng ta tư vấn. Thí dụ tôi bán khóa học thì tôi lên tôi live stream, tôi tư vấn cho bạn bán hàng, tôi tư vấn cho bạn khởi nghiệp, sau đó tôi định hướng cho bạn là bạn phải mua sách của tôi, bạn phải mua khóa học của tôi, bạn phải mua cái bản quyền phần mềm của tôi, giả sử như vậy. Thì cái đấy gọi là sử dụng live stream như cái phễu. Thế còn trong quá trình mình bán hàng trực tiếp trên live stream thì mình lại sử dụng trong từng phần đấy thì sẽ có những cái phần khuyến mại, phần quà tặng, phần tạo phễu cho khách hàng. Và phễu gì, phễu như thế nào thì phụ thuộc vào khả năng tài chính, phụ thuộc vào mức độ đầu tư, phụ thuộc vào các cái chương trình của bạn. Ví dụ như là tôi có một cái bạn học viên ở trong Sài Gòn, bạn ấy live stream, bạn ấy bán túi. Mỗi một buổi tối bạn ấy live stream, bạn ấy tặng cho người ta 20 cái túi, tặng thật luôn. Thế thì đấy là một cái chương trình khuyến mại, đấy là một cái phễu rất lớn và sẽ thu hút. Sau đó cái lượng theo dõi bạn bè các thứ nó tăng, follow lên rất là nhiều, và từ đó tạo được uy tín và thương hiệu cho bạn để bán hàng. Thế thì cái quy trình tạo phễu như thế nào? Thì thực ra cái khái niệm về phễu marketing ấy, thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta search trên Google nó sẽ ra những cái hình cái phễu như này. Thì cái đầu tiên, bao giờ cái phễu nó cũng chia thành nhiều lớp, đúng không? Thì cái lớp thứ nhất nó là cái gì, cái lớp thứ hai nó là cái gì, cái lớp thứ ba là cái gì, thì nó sẽ đi từ đỉnh phễu đến xuống đáy phễu. Thì phụ thuộc vào cái quá trình bán hàng của chúng ta, chúng ta sẽ cần một phễu hay cần hai phễu hay cần ba phễu. Thế cái phễu một là cái phễu rộng nhất, có thể là phễu miễn phí, có thể là phễu dùng thử. Cái phễu thứ hai có thể là một cái phễu giá rẻ, hoặc là một cái phễu dùng một số những cái tính năng nào đó. Thế cái phễu thứ ba có thể là một cái phễu bán giá bắt đầu đắt hơn một chút. Và cuối cùng là cái phễu thứ tư là cái phễu mình chốt cái sản phẩm. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ bán hàng, chúng ta tạo ra các chương trình phễu của chúng ta. Thì các bạn hãy suy nghĩ về các cái phễu của chúng ta theo các lớp như vậy, và sau đó các bạn áp dụng vào cái quá trình bán hàng của mình thông qua live stream nói riêng, và thông qua các cái chương trình bán hàng trên Facebook, trên YouTube, trên website, trên quảng cáo vân vân. Tất cả những cái thứ đấy chúng ta đều có thể phải sử dụng đến cái chương trình phễu kết hợp với các cái chương trình khuyến mại. Thế thì các
Các chương trình khuyến mại ở đây thì tôi cũng có rất là nhiều các cái bài học về chương trình khuyến mại. Thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái chương trình mà nội dung nghiên cứu của tôi là về 35 cái tuyệt chiêu khuyến mại. Tôi hướng dẫn cho các bạn cái cách các bạn tạo ra 35 tuyệt chiêu khuyến mại này trong cái khóa học này. Thì tôi sẽ có một cái video bài học đính kèm để các bạn xem thêm, để các bạn kết hợp giữa phễu và chương trình khuyến mại, các bạn tạo ra cho mình những cái chương trình khuyến mại thật hay, thật hấp dẫn, thật thu hút, để làm sao có nhiều lượt xem, để làm sao shop, để làm sao bán được nhiều hàng và kiếm được nhiều tiền cho các bạn nha. Thì cái phần 35 cái chương trình, cái tuyệt chiêu khuyến mại đấy thì tôi sẽ có một cái video bài học riêng cho các anh chị và các bạn. Thế nếu mà các anh chị muốn tìm hiểu sâu hơn nữa về các chương trình phễu và chương trình khuyến mại thì tôi cũng có một cái khóa học riêng, một bộ khóa học là 52 tuyệt chiêu khóa học, 52 tuyệt chiêu khuyến mại mà tôi quay và sản xuất riêng một cái khóa học về khuyến mại như vậy. Để làm gì? Để các bạn là mỗi một tuần các bạn sẽ tung ra một chương trình khuyến mại. Tại sao lại nói là 52? Bởi vì là một năm chúng ta có 52 tuần, mỗi một tuần chúng ta có một chương trình khuyến mại và chúng ta sáng tạo, thì chúng ta sẽ có 52 tuần, tức là chúng ta không bị nghèo nàn về chương trình và chúng ta luôn chủ động trong chương trình khuyến mại. Ok, thì đấy là cái lời khuyên của tôi nha. Tôi xin phép được kết thúc cái video bài học này bằng cái tóm tắt lại những cái gì đấy tôi vừa trình bày, nó có thể không được logic lắm. Thứ nhất là việc chúng ta tạo phễu, thì xem là chúng ta sẽ có phễu mấy lớp, phễu 1, phễu 2, phễu 3, phễu 4, phễu N như thế nào, thì phụ thuộc vào sản phẩm và dịch vụ và cách thức chúng ta bán hàng. Ok. Thứ hai là chúng ta có thể sử dụng chính cái chương trình live stream của chúng ta, ví dụ như là chương trình tư vấn, chương trình hỗ trợ, chương trình trò chuyện, chương trình ca nhạc, MC, bóng đá gì đó, bất kể cái chương trình gì, nó như là một chương trình phễu. Nó là một cái phễu để đưa khách đến với cửa hàng, đưa khách đến với website, đưa khách đến với shop của chúng ta hay là đến với công ty của chúng ta. Ok. Và thứ ba là cái quá trình mà chúng ta live stream, thì cái thời gian đầu chúng ta có thể tạo phễu, hoặc là trong một tuần thì có thể là 6 ngày bán hàng một ngày là phễu, có thể 5 ngày bán hàng một ngày là phễu, đúng không ạ? Và phễu thì bắt buộc phải kết hợp với các chương trình khuyến mại. Thì tôi có một cái video bài học là 35 tuyệt chiêu khuyến mại để kèm theo cái bộ khóa học chương trình live stream bán hàng bằng live stream như thế này rồi. Các bạn xem thêm để các bạn áp dụng cho mình, được chưa ạ? Vâng, và tôi tin rằng là những cái này là sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để các bạn có thể ứng dụng trong việc kinh doanh và bán hàng của mình. Một lần nữa xin được cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo.